nực cười chuyện ngoại trưởng xét kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang. Giờ FA tiếng Việt mới đây vừa dẫn lời ngoại trưởng Cộng hòa Séc ông Thomas Petrick lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang 42 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội, vừa bị công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đúng là một câu chuyện nực cười. Đường đường là ngoại trưởng của một nước vậy mà lại ngang nhiên can thiệp, kêu gọi trả tự do cho một kẻ vi phạm pháp luật ở một quốc gia khác. Càng nực cười hơn khi lý do mà ông ngoại trưởng này đưa ra là năm 2017 Phạm Đoan Trang đã được nhận giải thưởng Homo Homini của Séc, cụ thể là quyển Chính trị Bình Dân, có nội dung cổ suý cho các hành vi tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chế độ ở Việt Nam, vi phạm Điều 19.13 khoảng A và B, đồng thời vi phạm Điều 21.1 và 2 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, lại được tổ chức phản động Viewpoint trao tặng. Đây thực chất là một giải thưởng núp bóng nhân quyền để tôn vinh những kẻ chống đối chính phủ, là cái cớ để xen vào nội bộ nước khác, một nước độc lập tự do và chủ quyền riêng. Tôi đang đặt ra câu hỏi rằng, căn cứ vào đâu và lấy tư cách gì mà ông ngoại trưởng kia lại lớn tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho cô ấy, và tôi kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế. Vậy ông có biết, hay cố tình không biết Phạm Đoan Trang sử dụng quyền dân chủ của mình bỏ qua, hay cố tình bỏ qua nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, quy định tại Điều 19 khoảng 31A và B của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, hay nói cách khác Phạm Đoan Trang đã vi phạm pháp luật Việt Nam trong khi sử dụng quyền của mình? Phạm Đoan Trang là công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam. Việt Nam có quyền bắt với đầy đủ thủ tục pháp lý và tôn trọng nhân quyền theo Công ước Quốc tế. Vậy ông lấy quyền gì lớn tiếng với Việt Nam? Một kẻ chống đối chính phủ, vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang khi bị bắt, bị xử lý đáng lẽ ông phải ủng hộ chính phủ Việt Nam trên cương vị ngoại giao chứ. Đằng này, ông lại kêu gọi trả tự do vô điều kiện, đó chẳng phải là điều nực cười hay sao? Phạm Đoan Trang lợi dụng nhân quyền vi phạm nhân quyền chính thể của người khác vi phạm Công ước Quốc tế, sao ông không lên án? Một kẻ từng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để đi học kinh nghiệm chống phá chính quyền. Một kẻ cố tình không tuân thủ pháp luật của quốc gia mình đang sinh sống, ngang nhiên chống phá chính quyền, kêu gọi lật đổ chế độ hiện tại như Phạm Đoan Trang. Vậy mà ông lại kêu gọi trả tự do cho ả, thì thử hỏi ông đang nghĩ gì mà lại có những phát ngôn hàm hồ như vậy? Một kẻ lợi dụng tổ chức nhân quyền đã trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp như Mạng lưới Blogger Việt Nam, Greenpeace, Nhật ký Yêu nước, Câu lạc bộ Phan Chu Trinh, lập và điều hành các trang mạng luật khoa tạp chí Phạm Đoan Trang, com, The Vietnamese, nhưng lại cố tình quên đi những nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, vi phạm Điều 19.13 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, đã sử dụng nhân quyền của mình để viết, tán phát nhiều bài viết, cuốn sách có nội dung bôi nhọ thể chế, tuyên truyền xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động lật đổ chế độ, vi phạm Điều 19.13 khoảng A và B, vi phạm Điều 21.1 và 2 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết, như cẩm nang truyền thông, từ Facebook xuống đường, Chính trị Bình Dân, toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam, phản kháng phi bạo lực, cẩm nang nuôi tù. Một kẻ là thành viên cốt cán của tổ chức Voice, một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, là một trong những người sáng lập và duy trì hoạt động của nhà xuất bản tự do, vi phạm luật xuất bản của Việt Nam, một tổ chức dân sự trá hình, hoạt động chui, chuyên xuất bản, in ấn các ấn phẩm có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Một kẻ đã không ít lần kích động, tham gia các cuộc biểu tình, tụ tập gây rối an ninh, trật tự chống phá nhà nước, kêu gọi nước ngoài can thiệp gây sức ép lên chính phủ hiện tại, để thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối. Thử hỏi kẻ đó có xứng đáng phải bị trừng trị trước pháp luật? Ấy thế nhưng vị ngoại trưởng kia lại ngang nhiên phớt lờ đi tất cả, mà đưa ra những phát ngôn hàm hồ, kêu gọi trả tự do cho một tên tội phạm. Rõ ràng, dưới góc độ ngoại giao Việt Nam cần phải lên tiếng chính thức, yêu cầu ông Thomas Petrick phải cải chính và dừng ngay hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Có lẽ ông cũng nên tham khảo thêm vấn đề, Việt Nam đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về nhân quyền, dĩ nhiên Việt Nam là một trong 75 nước có tư cách về nhân quyền. Việt Nam ký kết hầu hết các quyền và nghĩa vụ trong các điều khoản của Công ước, và chỉ bảo lưu một số điều chủ yếu là không can thiệp vào nội bộ các nước khác. Phạm Đoan Trang là công dân Việt Nam đã vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam, đồng thời cũng vi phạm Điều 19.13 khoảng A và B, vi phạm Điều 21.1 và 2 của Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia cam kết và có nghĩa vụ bảo đảm thực thi Công ước. Còn ông căn cứ điều gì mà lại lớn tiếng yêu cầu và ra lệnh, ngay lập tức, vô điều kiện hạ ông?
Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau. Thank you.